Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả video của tôi ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người đến một cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ thuộc cái phân khúc xe tải nhẹ dưới 1 tấn. Đó là cái dòng sản phẩm xe tải Tera 100 đến từ nhà máy Như. Chắc hẳn là các bạn tài nào ấy mà đang có ý định là đầu tư một chiếc xe tải nhẹ ở phân khúc dưới 1 tấn thì chắc chắn là sẽ đã và đang tìm hiểu về cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này rồi. Đấy, thì không lan man nữa. Thì đối với cả cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này, tôi đã có rất là nhiều video tôi giới thiệu review chi tiết, cực kỳ chi tiết rồi. Chính vì thế cho nên là hôm nay tôi sẽ không review xe nữa, mà tôi sẽ cập nhật một chút về cái tình trạng xe ở cái hiện, ở cái thời điểm cuối năm 2021. Cái thời điểm hiện tại đó là vào cuối tháng 12 rồi, cũng chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ bước sang thời điểm năm mới năm 2022 rồi. Tôi sẽ chia sẻ một chút về cái tình hình xe tải nhẹ Tera 100 này. Thì như mọi người biết đấy, là khoảng 2 năm trở lại đây, cái tình hình dịch bệnh Covid ấy nó rất là căng thẳng, hầu như là tất cả các cái cửa khẩu nó đều đóng cửa hết, dẫn đến là cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này nói riêng và hầu như là tất cả các dòng xe tải khác. Hiện tại bây giờ là cái linh kiện mà nhà máy hiện tại còn đang lưu trữ ở trong kho ấy nó còn đang rất là khan hiếm, bởi vì cửa khẩu người ta đóng, nhà máy không thể nào nhập linh kiện từ bên nước ngoài về được. Chính vì thế mà hiện tại thì cái số lượng và nhà máy cho ra cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này hàng tháng ấy nó đã ít hơn rất là nhiều so với cả cái thời điểm trước đây. Bởi vì mọi người hiểu một cách đơn giản là không có linh kiện thì làm sao mà chúng ta có thể lắp ráp được xe, đúng không ạ? Mà đặc biệt đó là cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này thì cái tên tuổi này và cái chất lượng của nó thì nó quá là tốt rồi, nên là rất nhiều khách hàng thì sau khi chỉ cần tìm hiểu qua một chút thôi mà đã ngay lập tức là quyết định đầu tư xe rồi. Đấy, vì cái lượng khách hàng mua xe ấy thì ngày nó càng lớn, nhưng mà cái số lượng xe mà lắp ráp ra ấy của nhà máy thì ngày ngày nó lại càng hạn hẹp. Chính vì thế là hiện tại bây giờ đã có một số cái trường hợp đó là một số cái đại lý ấy, người ta sẽ không có xe mà để cung cấp cho khách hàng, mà khách hàng phải đợi xe, phải đặt cọc trước, sau đó đợi khoảng tầm 15 đến 30 ngày, thậm chí là hơn thì người ta mới có thể là có xe để mà giao được cho khách hàng. Đấy, thì cái trường hợp này tôi gặp rất là nhiều rồi, rất là nhiều khách hàng tôi bảo là em ơi thì trước đây thì anh có đặt cọc bên này, đặt cọc bên kia rồi, nhưng mà hiện tại thì anh đợi xe rất là lâu rồi, không biết là bên chú có sẵn xe hay không. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video tôi quay cho mọi người biết này. Đấy, mọi người có thể nhìn xung quanh là sau tôi này. Đấy, thì không chỉ là cái dòng xe tải nhẹ Tera 100 đâu, mà tất cả các dòng xe khác ấy thì bên tôi cũng còn luôn luôn có sẵn xe. Bởi vì sao? Bởi vì công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Tây Đô của tôi là một cái công ty bias đối với cả rất nhiều các cái dòng xe khác nhau, như là Terraco này, Đồng Vàng này, Gas này, Đông Ben này. Đấy, cho nên là công ty tôi thì luôn luôn có một cái sự ưu đãi của nhà máy dành riêng cho công ty của tôi. Chính vì thế mà khi mà chúng tôi nhập hàng về ấy, thì nhà máy người ta luôn ưu đãi, chúng tôi luôn luôn có sẵn xe để mà có thể là giao cho khách hàng bất kỳ cái thời điểm nào mà mọi người cần xe. Đấy, thì sau đây thì tôi cũng xin phép là giới thiệu qua một chút để cho khách hàng nào chưa biết về cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này thì có thêm một số cái tư liệu để có thể là tìm hiểu và nghiên cứu. Thì cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 này nó được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Dehan Moto đặt tại huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng sản phẩm này nó không còn gì là xa lạ nữa, nó được du nhập vào thị trường Việt Nam của chúng ta từ năm 2017-2018 rồi. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì nó đã trở lên khá là tên tuổi rồi. Nói về chất lượng của xe thì hầu như là 100% khách hàng phản hồi, thì không có khách hàng nào phản hồi xấu về cái dòng sản phẩm xe này. Cái nhà máy Dehan Moto ấy thì mọi người biết ấy, nó là có vốn đầu tư là 100% là từ Hàn Quốc. Chính vì thế mà toàn bộ cái công nghệ lắp ráp này và cái dây chuyền lắp ráp của nhà máy Dehan Moto này nó cực kỳ là tiên tiến, dẫn đến là những cái sản phẩm của nhà máy Dehan này lắp ráp ra thì cái sản phẩm của nó sẽ rất là đồng bộ và cái độ bền nó sẽ rất là cao. Và ở cuối video thì tôi sẽ xin phép là tôi sẽ báo giá sơ bộ về cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ Tera 100 ở thời điểm cuối tháng 12 nhá. Thì hiện tại thì đối với cả cái phiên bản thùng mũi bạt này thì bên tôi có 3 phiên bản thùng mũi bạt. Một là phiên bản thùng mũi bạt của nhà máy hiện tại đang có giá là 231.500.000 giá xe. Còn phiên bản thùng mũi bạt cũng sẽ có hai phiên bản, một phiên bản đó là phiên bản tôi tự đóng thùng, tự ra phiếu, và một phiên bản đặc biệt hơn nữa đó là ngoài về cái phần thùng bệ đặc biệt hơn thì chúng tôi có về thiết kế thêm về cái vấn đề là nội thất và cái phần khóa điện, trang bị thêm khóa điện. Thì cái phiên bản mà đặc biệt thứ hai thì hiện tại đang có giá đó là 235.000.000. Còn đối với cả cái phiên bản full option, full nội thất và có thêm cả khóa điện thì hiện tại đang có giá là 237.000.000. Đấy, còn đối với cả cái phiên bản thùng kín thì hiện tại đang có giá là 234.000.000 và phiên bản thùng lửng hiện tại đang có giá là 225.000.000. Đó là cái chi phí mà bỏ ra để mua xe, và
có tùy tỉnh thành thì sẽ có những cái mức chi phí mà để đăng ký đăng kiểm nó khác nhau. Chính vì thế mà mọi người là cần tư vấn chi tiết hơn về cái vấn đề lăn bánh, mọi người là hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline mà tôi đặt dưới góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của tôi.